Audio Jungle. Con thì cái vấn đề hôm nay á, mình nói cho bà con xem á, đó là cái vấn đề là mọt độc cành cây hại trên cây bambu á, thì như ở trên hình bà con xem á, đó là con mọt độc cành. Thì về cái tác hại và cách phòng trừ của trên cây bambu thì hôm nay mình nói cho bà con xem về cái đặc điểm hình thái mọt độc cành. Thì về con mọt độc cành á, thì khi con mọt nó trưởng thành á, là con mọt cánh cứng nha, nhỏ có hình bầu dục, và con cái có màu đen bóng, còn con đực có màu nâu xám dài. Thì cái chiều dài cơ thể của nó gấp đôi chiều rộng con cái, thì nó dài tầm 1,4 đến 1,9 mm. Con đực nhỏ hơn và không có cánh dài. Kích thước của con đực á, dài từ 0,8 đến 1,1 mm. Trên thân xuất hiện những sợi lông mềm mại có màu hung, quan sát qua kính lúp thì chúng ta nhìn thấy rất là rõ hơn. Thì về cái trứng á, bà con chúng ta biết á, khi á, mà mọt độc cành nó chích vào cây bơ của chúng ta, nó đẻ trứng đó, thì trứng của mọt á, có màu nâu trắng, phần mình có kích thước rộng chừng khoảng 0,3 mm, và nó có chiều dài 0,5 mm. Mà khi cái ấu trùng nó nở thành sâu non dài chừng khoảng 2 mm á, thì cơ thể nó bắt đầu nó có màu trắng kem, bên đầu nó có màu nâu nhạt, không có chân. Thì nhộng con có màu trắng kem, thường có chiều dài bằng nhộng trưởng thành. Thì về cái tác hại của con mọt độc cành á, nó gây hại ở trên cây bơ chúng ta, thì như ở trên hình á, thì bà con xem thấy á, thì ở tất cả hình 1, 2, 3 thì mọt độc cành á, thì nó thường xuyên xuất hiện vào mùa khô và cuối mùa mưa. Thì chúng hoạt động phá hoại mạnh mẽ vào tháng 9, tháng 10 và bùng phát mạnh vào tháng 12 và tháng 1 dương lịch đó. Thì gần đây bà con chúng ta hay bị cái tình trạng đó, chúng ta không biết nó là bị bệnh gì, thì hôm nay mình nói rõ luôn bà con xem á, và biết á, đó là bệnh mọt độc cành. Và cái thứ hai nữa là nó xuất hiện chủ yếu vào giai đoạn kiến thiết cơ bản, cao điểm nhất là tỷ lệ từ 10 đến 38%. Sau cái thời điểm chúng xuất hiện 3 đến 4 tháng thì bắt đầu bùng phát mạnh. Về cái tập tính sinh hoạt á, của mọt độc cành, thứ nhất á, là mọt độc cành thường chọn những cái cành còn tơ sát bên hông chồi, cành vượt á, để đục. Thì đầu tiên chúng sẽ đục một cái lỗ nhỏ ở dưới cành, tạo thành một cái lỗ rỗng đó. Thì sự xuất hiện của chúng á, sẽ làm ảnh hưởng đến thượng tầng cùng với mạch dẫn của cây, khiến cành cây bị tấn công, khô héo và chết đi. Thì ở trên hình mà con thấy nó khô héo và trong cái lỗ đó nó sẽ xì ra cái bọt trắng trắng. Chúng ta không nếu chúng nông dân chúng ta không biết á, chúng ta không nghĩ đó là cái mọt độc cành, chúng ta nghĩ là sâu ở độc trong đó. Thì những cái giai đoạn mà cái mọt độc cành tấn công á, thì nó chia làm 3 giai đoạn như sau. Khi mới độc á, cành á, thì vảy sẽ bao quanh đốt cành đen lại, và những lá gần chỗ bị độc này sẽ bị rụng đi. Thì vài cặp lá trên cành á, cây bị độc á, sẽ héo và rũ xuống. Nói chung chúng ta sẽ thấy héo rũ xuống, và cái cành khô héo và chết đi á, thì bắt đầu vụ hó và thay hó ra ngoài, thì dần dần nó sẽ thay hó đi cây trên cây bơ á. Thì cái vòng đời của mọt độc cành á, thì nó gồm 31 đến 48 ngày, và trứng của chúng á, thì bà con chúng ta biết á, thì 5 đến 6 ngày, còn giai đoạn sâu non thì từ 12 đến 15 ngày, và nhộng á, thì tầm 7 đến 8 ngày, và đến giai đoạn mà nhộng trưởng thành là 16 đến 19 ngày. Thì về cái mọt độc cành á, ngoài xuất hiện ở trên cây bơ á, thì nó còn xuất hiện trên cây cà phê, cà cao, xoài. Thì những cái cây này á, thì nó rất là nhiều cành chim, cành tơ, thì nó rất là điều kiện thuận lợi cho nó chích. Thì về đó là cái tập tính sinh hoạt và một số cái điểm nhận biết ở trên như mình nói bà con á. Thì với cây bambu á, thì cái vấn đề mà quan trọng nhất á, là vẫn là cái vấn đề biện pháp phòng trừ. Thì thứ nhất á, là mọt độc cành á, nó tấn công rất là khó trị, khiến cây bơ chúng ta sẽ giảm năng suất nặng nề. Và thường khi cây bị mọt độc cành trồng, chúng ta bị độc á, thì chúng ta phải, thứ nhất, nếu mà cây đó nó nhỏ quá thì chúng ta cách nhất là chúng ta cắt và chặt bỏ cái cành nó đi. Vì thế chúng ta phải có cái biện pháp mà phòng trừ và quản lý cái côn trùng chích thúc. Và cái thứ hai là mọt độc cành chúng ta phải làm từ đầu, chúng ta phải phòng. Và chúng ta cũng chú ý đó, cái công tác vệ sinh những cây dại xung quanh á, để giảm bớt cái việc mà mọt ký sinh nè. Khi phát hiện ra cái cành mà bị mọt gây hại thì chúng ta tìm cách diệt sâu non ngay. Thì đó là những cái phương pháp mà bình thường. Thì về cái vấn đề dùng thuốc hóa học á, thì chúng ta dùng các loại thuốc hóa học có tính
lưu dẫn và có tính hôi để xua đuổi nó không có thể là tới mà kết thúc được trên cây bơ chúng ta. Thì qua clip này á, mình sẽ ghi thêm cho bà con một số hoạt chất về thuốc trừ sâu thì bà con có thể tham khảo và mua ở ngoài thị trường á, trong đó chúng ta phun phòng lên để tránh tình trạng mà ở như trên hình mình quay cho bà con xem là ba cái hình, nó một hai ba đều ở ba cái hình này là đều ba cái hình rõ nhất về cái con mọc độc cành nó gây hại ở trên thân, trên cành và những cái dấu hiệu nhận biết để cho bà con chúng ta đưa ra những cái phương án mà khắc phục cho nó hiệu quả. Vì cái tình trạng này nó xảy ra rất là nhiều với bà con chúng ta, nhưng mà bà con chúng ta là chưa biết đây là cái gì hết. Nên hôm nay mình quay clip này mình chia sẻ để cho bà con biết và con phòng. Thì quay lại cái vấn đề là bơ búp làm hoa thì đợt này á, thì mưa rất là nhiều nên mình cũng khuyên cho bà con á, có chế độ phun thuốc chặn đọt hãm ngọn đều cho nó hợp lý để tránh tình trạng khi mà hoa nó nở thì nó phát đọt non, thì nói chung là cái tỷ lệ đậu bông rất là thấp, nên đó là mình nhắc nhở cho bà con. Thì còn lại cái cuối clip này mình sẽ ghi ba cái tên cái hoạt chất để cho bà con chúng ta mua và phòng trị cái con mọc độc cành trên cây bơ búp. Xin cảm ơn bà con ạ.